chị Gia Linh ơi, câu hỏi đầu tiên được gửi đến từ chồng chị á, chị có biết không? Cái gì? Từ chồng chị Gia Linh. Gia Linh, em lấy chồng khi nào vậy? Trời, chết rồi, mỗi năm em lấy một người, bây giờ em không biết. Trời ơi, chết rồi. Mỗi năm em lấy Gia Linh không biết chồng chị là ai luôn. Chồng chị nhớ gần đây nhất thì tiếp làm chồng em, nhưng mà xin nói với anh một điều là chồng mà giống như con nha anh. Em nuôi ba đứa con nữa mà thêm ông này giống như em nuôi thêm đứa con, chứ không có được tích sự gì hết trơn á. Hay lắm, có chồng xong mà coi chồng như con vậy đó. Nếu anh nhớ không lầm thì chương trình đó là gia đình siêu nhộn đúng không em? À, gia đình siêu nhộn mà. Ừ, trời. Thì bây giờ để biết chồng chị Gia Linh là ai thì xin mời mọi người xem clip sau đây. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thiap. Và hôm nay mình sẽ đặt ra một câu hỏi cho các bạn trong chương trình Attack 25. Lắng nghe kỹ nha. Trong một hội thao do sư tử tổ chức, bao gồm khỉ, linh dương và voi cùng nhau thi nhảy dây, đố các bạn xem con nào mà chưa thi đã biết là thua. Ôi, con nào chưa thi nhảy dây mà biết thua? Xin mời Gia Trương Nhi. Con voi. Tại sao là con voi? Tại vì con voi thì nó nặng hơn, cái chân của nó rất là yếu nữa. Đúng rồi, tức là tại vì cái cổ chân của nó không linh hoạt bằng những con kia. Cho nên xin chúc mừng. Và dĩ nhiên với câu đầu tiên thì ô số đó sẽ là ô 13. Xin chúc mừng Gia Trương Nhi. Ơi, đối với người đầu tiên luôn luôn có một cái đặc quyền, đó chính là được quyền giới thiệu về bản thân mình trong 30 giây. Xin mời. Xin chào khán giả đang xem Đại Chiến Tứ Sắc. Thì hôm nay Gia Chuyên Nhi được tham gia một cái game show rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây đó là một bộ môn, đó là môn cờ vây. Làm sao có thể chiến thắng được ba cô gái xinh đẹp ở đây? Thì mời các mọi người hãy đón xem. Nhìn vậy thôi, đôi khi câu đầu tiên nó chỉ là mang tính chất là mở đầu, nhưng mà còn đến cuối cùng như thế nào thì nó còn rất là nhiều những cái bất ngờ sẽ xảy ra nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo. Đố mọi người biết, theo truyền thống của người dân châu Á thì ba vị thần nào tượng trưng cho sức khỏe nè, giàu sang và sự hạnh phúc? À, gì ạ? Ở nhà mình hay treo hình này kia đó. Ừ, đấy. Rồi, đó là câu hỏi mồi thôi. Dạ, hỏi cho vui câu hỏi thôi. Mồi. Dạ. Còn cái câu hỏi chính đó chính là: trên tượng ba ông thần Phúc, Lộc, Thọ có xuất hiện một đứa trẻ kháu khỉnh, miệng cười toe toét. Tuy nhiên, đứa trẻ này chỉ chịu cho một trong ba ông thần bế lên tay. Đó là ông thần nào? Xin mời Đỗ Nhật Hà. Vị thần mà ẵm đứa bé đó chính là thần Phúc. Thần Phúc hay còn gọi là Phước Đô mà. Xin chúc mừng Đỗ Nhật Hà. Xin mời Đỗ Nhật Hà chọn ô số. Em xin chọn ô số 14 ạ. 14 là sự lựa chọn của Đỗ Nhật Hà. Rồi, không biết là dạo này Đỗ Nhật Hà có những hoạt động như thế nào, có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không? Ủa, câu thứ hai vẫn có cơ hội hả mọi người? Có cơ hội chứ. Có cơ hội đó là chị gái. Ok, vậy là bây giờ sẽ là giây phút PR của bản thân một chút xíu, mọi người cố gắng lắng nghe ạ. Đúng rồi. Thì em xin giới thiệu với mọi người, em tên là Đỗ Nhật Hà. Em là quán quân của cuộc thi Miss Tiffany Việt Nam và là top 6 của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2019 ạ. Hôm nay thì đến với chương trình Đại Chiến Tứ Sắc. Nếu như mà nói theo một kiểu bài bản là em tới đây em rất vui khi được gặp lại những người bạn thân, họ chị em của em. Nhưng mà hơn hết là lẹ hết giờ chị. Họ chị em là sao? Tụi em? Dạ, tụi em đã từng tham gia vào một chương trình truyền thực tế. Đó chính là những cô nàng năng động da. Đúng mọi người, Gia là có tham gia tập đầu. Có, nhưng mà chị là tập đầu tiên. Linh ơi, dạ, lâu ngày gặp lại em vẫn nhí nhảnh như xưa. Dạ em thật ra thì em điềm đạm hơn mọi và em cũng dạo này Gia Linh bị rụng tóc đó mọi người, nên là Gia Linh khá là điềm đạm. Tóc không còn dài như xưa nữa nên rất điềm đạm. Ok. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Và câu hỏi tiếp theo. Đây là loài động vật mà miệng có thể nuốt chọn một đội bóng đá 11 cầu thủ. Câu hỏi là gì vậy Gia Tuyên Nhi? Con vật nào có thể nuốt được trái bóng chưa nghe nhanh cho mình? Trái bóng là thường thường cái mồm miệng của con voi á, nó rất là bự. Là con voi. Con voi. Chốt, con voi. Ok, em sẽ đọc câu hỏi. Đây là loài động vật mà miệng có thể nuốt chọn một đội bóng đá 11 cầu thủ. Còn trái tim thì có kích thước tương đương một chiếc xe hơi 4 chỗ. Nó cũng là con vật lớn nhất hành tinh này. Đó là con gì? Con cá voi xanh chứ đúng không ta? Dài 30m và nặng 180 tấn, hay thậm chí hơn nữa, nó là động vật lớn nhất còn tồn tại và nặng nhất từng tồn tại. Đó chính là cá voi xanh. Rất là tiếc cho Gia Gia Chi. Mời Gia Gia Chi bước xuống.
đứng như cho nó thả. Người đầu tiên được bước xuống hàng đầu. Từ từ thôi, đợi thêm một cái dữ kiện nữa là mình sẽ trả lời chính xác hơn rồi. Nhiều lúc suy luận cũng đúng, nhưng mà đôi khi là vậy thì hơi nguy hiểm đúng không? Mình bị mất cái lượt của mình. Và câu hỏi tiếp theo: quốc gia nào phát hành và sử dụng tiền giấy đầu tiên trên thế giới? Xin mời Gia Linh. Trung Quốc. Xin chúc mừng Gia Linh. Yeah. Mời Gia Linh chọn ô. 15 ạ. Tại vì cái con số đó nó rất là giống với em hiện tại á anh. Tương tự với cái số tuổi hiện tại của em là 15 tuổi á. 15 tuổi em nghĩ sao mà em 15 tuổi em cao 1m5 thì có. Anh sao vậy? Anh em bị ám ảnh cái con số 15 thật luôn. Em hợp số 15 quá mà. Sao tin sao em mọi tự người? Trọng, ok. Anh có tin là cái đó nó trở thành nghiệp không anh? Không sao đâu có em. Có thể một là anh sẽ cưới một cô vợ 1m5 nè. Ý Linh mà... nói là ai cưới Linh lần nữa. Anh Bảo có cần em vô câu hỏi luôn không anh? Em đọc luôn đi em. Ok anh, dạ. Mời mọi người xem hình ảnh sau đây. Đây là trang phục truyền thống của quốc gia nào? Xin được mời Gia Linh. Cái này rất dễ nhầm lẫn nha, chú ý quan sát nha. Thường thì Lào hình như em thấy không có đội cái nón này, cho nên là em sẽ chọn là đáp án là Campuchia. Campuchia. Đây là trang phục có tên gọi là Samphot, là trang phục truyền thống của đất nước Campuchia. Mời Gia Linh chọn ô. Em sẽ được chọn con số 12 đúng không mọi người? Kìa chị em cho lắm rồi kìa. Chị em thân cho dữ vô. Để rồi nó sống như vậy là đó. Sao ta là sao ta là em ăn luôn hai chị luôn rồi á hả? Em ăn hết luôn rồi. Ăn hổ không bé hư ghê quá. Hư ghê con bé này hư ghê. Em đánh nó không sai như chị nha. Tha thứ cho em nhé. Em thiết nghĩ cho Linh bữa nay nó hơi bị thiếu thuốc á. Tiếp câu hỏi đi em. Và câu hỏi tiếp theo là: tại sao con mèo gặp con chuột lại chạy? Em mình chưa chơi game này sao ấy. Xin mời Nhật Hà. Em nghĩ một điều đơn giản là tạng chuột nó hôi. Tạng chuột nó hôi. Tạng chuột nó hôi. Xin mời em đi xuống. Nè chị gái, xuống đi. Xuống đi em. Coi như chị nhường cho em cơ hội em lấy 10 triệu. Chưa chắc đâu em. Để xuống cái này để cho nó đẹp tí nữa. Tí nữa về dẫn đi ăn chè. Bên trái đúng rồi. Xuống không phải mèo, thái là mọi người. Đây nè, nghe nè, con mèo nó chạy là bởi vì sao? Bởi vì đó là con mèo máy Doraemon. Ủa là sao anh? Tự nhiên con mèo nó chạy. Mẹo mà Doraemon sợ chuột. Ủa vậy hả? Em không biết luôn thật sự. Cắt wow. Đoạn này đi nha. Em thật là thông minh. Cắt đoạn này đi nha. Nhưng mà hồi nãy chị Gia Linh còn nói mọi người hãy xem cái sự thông thái, cái sự thông minh của em đây. Đang đây nhớ nhấn mạnh nha mọi người. Cắt đoạn này đi nha mọi người. Cắt đoạn này đi nha mọi người. Rồi tiếp tục. Câu hỏi như sau: ngày xa xưa những đứa trẻ chăn trâu thường được gọi là gì? Ôi mọi người ơi, ôi mọi người ơi, con được chơi rồi. Trả lời cho em nữa mày. Tỉnh táo lại xíu. Tỉnh táo lại xíu. Ngày xưa những đứa trẻ chăn trâu sẽ được gọi là mục đồng. Chính xác, chúc mừng Vicky Nhung. Một câu hỏi không quá khó đúng không? Xin mời Vicky Nhung chọn ô. Thôi Vicky sẽ chọn số 8. Số 8 là sự lựa chọn của Vicky Nhung. Ôi, cuối cùng đã có màu của mình. Đợi nãy giờ Vicky Nhung trả lời xong mới được giao lưu với Vicky Nhung nè. Lâu quá rồi không có được nghe thêm một bài nào mới được hết trơn á. Không, thực ra là tại vì là thời gian gần đây thì Vicky đang tự làm một cái dự án nó rất là cá nhân. Cho nên là sẽ không có thấy Vicky xuất hiện trên truyền thông các thứ nhiều. Nhưng mà đấy là một dự án mà Vicky rất là thích, đó là Người Kể Chuyện. Tức là mỗi tháng Vicky sẽ sáng tác và hát ra một bài hát dựa trên cái câu chuyện mà khán giả gửi về. Đó, và cái dự án đấy thì Vicky không có PR nhiều cho nên là sẽ nhiều người không biết. Chỉ có những ai là thực sự là fan của Vicky hay là fan của cái series đấy ấy, thì sẽ biết. Người Kể Chuyện đúng không? Người Kể Chuyện, tức là Vicky sẽ là người kể chuyện bằng âm nhạc. Rồi thôi, chúng ta sẽ cùng chúc cho dự án của Vicky Nhung sẽ thành công và sẽ được tiếp diễn nhiều hơn nữa nha. Câu hỏi tiếp theo như sau. Câu hỏi tiếp theo có 3 sự lựa chọn cho nên mọi người hãy nghe em đọc hết 3 sự lựa chọn. Ngoài việc thở bằng miệng và lỗ mũi thì loài rùa còn thở bằng một bộ phận rất đặc biệt khác. Đó là bộ phận nào? A. Hậu môn. B. Da. Và C. Mai. Xin mời Gia Gia Trương Nhi. Ủa vậy được hả? Thấy mình này có thể lắm. Thấy mình này ứng mà ghê lắm kìa. Ứng ghê lắm mà sao nó không có vô. Câu trả lời của anh Trương Nhi đó là câu trả lời hậu môn. Hậu môn. Mông của loài rùa có một cái túi đặc biệt cùng hai cái nang lớn giúp cho chúng lấy oxy trong nước để kéo dài thời gian chúng lặn ở dưới nước. Và hậu môn là đáp án chính xác. Chúc mừng Gia Trương Nhi. Thêm quá. Trương Nhi sẽ chọn số 3.
Số 3. Số 3 sự lựa chọn của Gia Gia Truyền Nhi. Và câu hỏi tiếp theo, mời mọi người xem hình ảnh sau đây. Đôi giày cộng chú bé nhân cặp bánh sẽ bằng bao nhiêu? Xin mời Vicky. 30. Chốt gì ạ? 3 đôi giày cộng nhau là 30 thì tức là đôi giày là số 10. 10 hợp lý. 10 cộng với 2 đứa bé là 20 thì tức là cậu bé là số 5. 2 cái bánh cộng với số 5 là 13 thì tức là cái bánh sẽ là số 4. 5 x 4 là 20, 20 cộng với 10 sẽ là 30. 30. 30 đã bán chính xác. Chúc mừng Vicky Nhung. Yeah. Mời Vicky chọn không? 20 hay là 16 ta? 18 cũng được. Nếu vậy thì Vicky sẽ chọn số 20 đi. 20. Ăn ô 14 và có cơ hội ăn 15. Và câu hỏi tiếp theo như sau. Chiều cao chúng ta có xu hướng tăng lên từ 1 đến 2 cm vào thời gian nào trong ngày? Mời Gia Linh. Trời, câu hỏi này là một cái câu hỏi mà em nghĩ là thật em là tìm kiếm mấy lâu nay đúng không? Tìm kiếm mấy lâu nay chính xác luôn. Ngày xưa là điên lên Google search cách nào để tăng chiều cao ở tuổi 20, 21. Đó là buổi sáng. Là tầm thời gian nào cụ thể lên chứ 12 giờ trưa cũng là sáng nữa. Thì buổi sáng sớm. Nghe thử coi Linh có đúng hay không nhé. Các địa đệm bên trong cuộc sống bị chèn ép trong suốt cả ngày. Khi chúng ta ngủ, cột sống của chúng ta không bị chèn ép. Do vậy, chúng ta sẽ lấy lại được chiều cao đã mất đi. Và thời gian để giúp chúng ta có thể tăng chiều cao tốt nhất là vào lúc mới ngủ dậy, đó là sáng sớm. Tầm cái giờ đó, chúng ta giờ đó em sẽ cao lên đó. Rồi, xin được chúc mừng Gia Linh. Vậy mà giờ đấy, vậy em ăn không à? Mời dạ em chọn. Anh Lâm là ăn luôn đó. Từ 25 hoặc là 4 cũng được. Số 4 được. Thôi em chọn con số 4 đi, liều ăn nhiều đi. Con số 4 là sự lựa chọn của Gia Linh. Và tiếp theo là một câu hỏi có 3 sự lựa chọn. Tượng nữ thần tự do tại Mỹ có tên gọi đầy đủ là gì? A. Nữ thần tự do soi sáng thế giới. B. Nữ thần vì hòa bình và tự do thế giới. C. Nữ thần hòa bình bảo vệ tự do thế giới. Xin mời Nhật Hà. Ô Hà, em chơi rồi đấy à? Ok. Oh my God. Em sẽ lựa chọn đáp án đầu tiên là nữ thần tự do soi sáng thế giới. Tên tiếng Anh của nữ thần tự do đó chính là Liberty Enlightening the World. Và đó chính là nữ thần tự do soi sáng thế giới. Xin chúc mừng. Chiêu mình được soi sáng rồi đó chị Hà. Vậy em sẽ lựa chọn số 5 à? Số 5 là sự lựa chọn của Nhật Hà. Mọi người có biết bài hát Rước Đèn Tháng 8 không? Biết. Vậy thì câu hỏi là trong bài hát Rước Đèn Tháng 8 có những đèn hình dáng như thế nào? Xin mời Gia Linh. Đèn ông sao với đèn ca chen, đèn thiên nga với đèn bươm bươm. Chốt đi em. Đó em chốt đó. Chốt 4 con đúng không? Ủa đèn thiên nga hay là cùng thiên nga ta? Lời bài hát á. Ở đây có ai được trả lời đâu. Hả? Bốn loại. Bốn đúng không? Vẫn còn đèn. Đáp án của em, đáp án chính xác, chúc mừng em. Rồi em chọn không? Rồi em chọn con số 25. Hay không? Trong cuộc chơi là có chị em. Như vậy là đã có 10 câu được trả lời đúng. Hiện giờ số điểm của Gia Gia Truyền Nhi, Vicky Nhung và Đỗ Nhật Hà là bằng nhau với 1 điểm. Và Gia Linh đang dẫn đầu với 7 điểm. Chúc mừng Gia Linh. Câu hỏi tiếp theo như sau. Hoa tim vỡ là tên gọi khác của loài hoa nào? Xin mời Nhật Hà. Lần đầu tiên nghe cái hoa này. Xin lỗi. Xin lỗi, bấm chuông hơi vội vàng. 5 4 Thôi nói đại cho hoa thuộc dược. Hoa thường dừa là đáp án chưa chính xác. Đáp án của chúng ta đó chính là hoa tigon. Là bởi vì hình cánh hoa, đó là hình của trái tim tách đôi ra. Hiểu chưa? Xin mời Nhật Hà bước xuống. Câu hỏi tiếp theo như sau. Tháng dần là tên gọi khác của tháng nào trong âm lịch? Gia Linh. Gia Linh hả? Ủa sao nhanh quá vậy? Tháng dần là tháng giêng đúng không? Tháng 1. Ngày xưa người ta gọi tháng 11 âm lịch là tháng 1. Rồi đến tháng chạp, sau đó mới tới tháng giêng. Và theo thứ tự của 12 con giáp thì là Tý, Sửu, Dần. Cho nên tháng giêng là tháng dần. Chúc mừng Gia Linh. Số 2. Số 2 là sự lựa chọn của Gia Linh. Và như vậy là Vicky Nhung và Gia Gia Chị Nhi đã không còn điểm nào cả. Xin chúc mừng Gia Linh.
Và câu hỏi tiếp theo như sau: nhạc cụ đặc trưng trong điệu nhảy hula ở đảo Hawaii là gì? Xin mời Gia Trương Nhi. Ukulele. Chính xác. Rất tiếc cho Vicky, câu này chắc chắn Vicky sẽ biết. Yeah. Mời Gia Trương Nhi chọn ô. Em sẽ chọn số 10. Số 10 là sự lựa chọn của Gia Trương Nhi. Câu hỏi tiếp theo sẽ là một câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Mọi người xem, đây là hành động gì? Mời Vicky. Chỉ điểm. Chỉ điểm là đáp án chính xác. Chúc mừng Vicky. Mời Vicky chọn không? Vicky đã chọn số 6. Số 6 là sự lựa chọn của Vicky. Câu hỏi tiếp theo như sau: muốn ăn cơm trắng máy giò, lại đây mà đẩy xe bò với anh. Đây là câu tỏ tình thời xưa, thời xưa của anh chàng. Vậy anh chàng là nhân vật trong tác phẩm văn học nào? Mời Gia Linh. Vợ nhạc. Vợ nhạc của nhà văn Kim Lân là đáp án chính xác. Chắc em sẽ chọn tặng số 11. 11 là sự lựa chọn của Gia Linh. Câu hỏi tiếp theo: đây là một con vật đặc biệt, giống đực mới là loài sinh con. Và có một loại cờ dựa theo hình tượng con vật này. Đó là con vật gì? Dạ dạ Đương Nhi. Con này là con cá ngựa. Cá ngựa là chính xác. Con cá ngựa cái thường là sẽ đẻ trứng vào trong người con cá ngựa đực. Mà con cá ngựa đực sẽ là cái người mang thai cũng như là sinh con. Lần đẻ thì nó mới thả vô con đực, xong con đực mới đẻ. Mời Gia Trương Nhi chọn không? 18 đúng không anh? 18 ăn 14. 18. Và câu hỏi tiếp theo: nữ diễn viên thủ vai Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô là ai? Xin mời Nhật Hà. Theo em là chị Việt Trinh. Việt Trinh là chính xác. Chúc mừng Nhật Hà. Ai Nhật Hà được chọn ô à? Ai da, hồi nãy Gia Linh không chịu chọn số 1. Bây giờ sẽ là hệ quả của nó đây. Chơi game cho chị chơi chiến lược một lần nhé. Chơi đi. Ok, thì em sẽ chọn số 1 ạ. Số 1 đã giúp cho Nhật Hà ăn nguyên một cái hàng ở trên là 1, 2, 3, 4, 5 và giúp cho Nhật Hà có 5 điểm. Vicky Nhung hiện tại đang có 1 điểm, Gia Trương Nhi có 3 điểm và Gia Linh chỉ còn có 7 điểm mà thôi. Xem hình sau và cho biết trứng nào là trứng mới nhất. Xin mời Nhật Hà. Theo em là trứng mới nhất là trứng số 3. Tại vì trứng mà đã cũ rồi nó sẽ bị bọt khí bên trong, nó sẽ nổi lên. Giải thích hoàn toàn hợp lý và chính xác. Chúc mừng Nhật Hà. Dạ thôi 23 đi mọi người. 23 là cái này gọi là lồi ngược dòng đó mọi người. Nhật Hà chỉ cần 2 câu trả lời thôi thì từ 1 điểm đã vươn thành 9 điểm rồi thưa quý vị. Và đang vươn lên dẫn đầu. Trời chị ơi, đau quá. Thắng giải thưởng cao nhất tí về vậy. Em anh chè. Ok. Linh ơi, em có cần nghỉ ngơi không? Mọi người chờ tim cái thở. Đó, câu hỏi lẹ đi chị. Dạ, và câu hỏi tiếp theo: cầu Cổng Vàng là cây cầu biểu tượng nổi tiếng ở quốc gia nào? Quá dễ luôn. Gia Trương Nhi đi rồi nè. Trời, không trả lời đâu. Cái này khó mà. Nhật Hà đã không có câu trả lời. Mời bạn bước xuống. Gia Trương Nhi đó là cầu nào à? Ở đâu à? Golden Gate là nó nằm ở San Francisco. Của nước Mỹ, chính xác. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi có 3 sự lựa chọn. Ốc sên cũng có răng. Vậy răng của nó có bao nhiêu? A. Gần 140 cái. B. Gần 1.400 cái. Và C. Gần 14.000 cái. Có bao nhiêu cái răng? Cái răng hả? Không ai trả lời được à? Hay cứ trả lời đại ta. Có 3 đáp án mà. Đại là xuống đứng luôn á. Mời Gia Linh. Em bấm em chọn lời đại thôi. Đáp án C. C là gần 14.000 cái hả? Ở từ từ được không? Không. C là đáp án chính xác. Anh còn hỏi câu làm em muốn lụi luôn. Chọn 24 ăn 18. Mời em lấy lại điểm của Nhật Hà đi chứ. Lấy 24 nha. Chọn 24. Xin chúc mừng Gia Linh. Và câu hỏi tiếp theo: một quốc gia châu Phi tên của nó bắt đầu bằng chữ K. Ở đây, việc sử dụng, buôn bán và sản xuất túi ni lông sẽ bị buộc ngồi tù 4 năm. Đó là nước nào?
Xin được mời Vicky Nhung. Kenya. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng Vicky Nhung. Ở Kenya sẽ bị phạt 38.000 đô la Mỹ hoặc 4 năm tù. Du khách khi đến Kenya nếu cầm theo túi ni lông cũng sẽ được yêu cầu bỏ lại tại sân bay. Đây là quy định theo Ban Quản lý Môi trường Quốc gia. Ok, theo Vicky chọn 16. Trời, cái gì mà trời. Ô 16 của Vicky Nhung. Câu hỏi tiếp theo. Một con vật vừa béo, chân lại ngắn, suốt ngày thích ngâm mình dưới nước, nhưng Usain Bolt, kỷ lục gia thế giới môn điền kinh, cũng không thể chạy nhanh hơn nó. Đó là con gì? Xin mời Nhật Hà. Người béo chân ngắn chạy ở dưới nước à? Uh-huh. Không chạy nhanh, em nghĩ là con rái cá. Rái cá là đáp án chưa chính xác. Ê, đúng đây, đây là một câu sẽ làm cho mọi người rất là ngạc nhiên. Dù có một cơ thể rất là to lớn với bốn cái chân ngắn cuộn, nhưng mà hà mã có thể chạy với tốc độ là 48 km/h. Đó chính là hà mã. Trong khi đó Usain Bolt là kỷ lục gia thì cũng chỉ có thể đạt tốc độ vận tốc là 37.5 km/h mà thôi. Hay, rất tiếc cho Nhật Hà. Và câu hỏi tiếp theo như sau. Hollywood được ví như là một tượng đài của ngành công nghiệp giải trí điện ảnh của Mỹ. Và ở Ấn Độ, người ta gọi ngành công nghiệp sản xuất phim tiếng Hindi với tên gọi tương tự là gì? Bollywood. Bollywood. Bollywood là đáp án chính xác. Chúc mừng Gia Gia Dương Nhi. Xin mời Gia Dương Nhi sẽ chọn con số 22. 22. Và ăn luôn 18 của Gia Linh. Và như vậy sau khi kết thúc 20 câu hỏi đầu tiên thì hiện giờ dẫn đầu đang là Đỗ Nhật Hà. Xin chúc mừng Đỗ Nhật Hà với 8 điểm. Vicky Nhung đang có 3 điểm, Gia Gia Trương Nhi đang có 4 điểm và Gia Linh đang có 5 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cơ hội tấn công. Attack Chance. Câu hỏi Attack Chance như sau. Vào mùa hè sẽ xuất hiện tiếng ve kêu. Vậy ve kêu là ve đực hay ve cái? Ôi dạ. Xin mời Gia Gia Trương Nhi. Ve đực. Ve đực. Ve đực là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Gia Gia Trương Nhi. Bây giờ được chọn một cái là hủy một cái của đối phương đúng không? Đúng rồi. 19, chọn 19. Chọn 19. Hợp lý. Hủy số 25 là chính xác nhất. Hợp lý. Ok, đúng rồi. Lá hồng mà được 25 là ăn nguyên một cái dòng đó luôn đó. Và câu hỏi tiếp theo. Ở quốc gia châu Á nào mà việc mua bán và sử dụng kẹo cao su là vi phạm pháp luật? Quá dễ. Singapore. Chính xác, xin chúc mừng với Kỳ Dung. Mức phạt có thể lên tới là 1.000 đô la Singapore. Xin mời Vicky Nhung chọn ô. Ô số 21. Xin mời. Và câu hỏi tiếp theo. Nhà bác học Newton đã phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn khi bị thứ này rơi trúng đầu. Ây da. Ây. Trái táo ạ. Trái táo đã bán chính xác. Xin chúc mừng. Ôi da. Dạ. Thôi em chọn 25 ạ. 25 là sự lựa chọn của Nhật Hà. Oh my god. Và câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi cũng có 3 sự lựa chọn. Dấu chấm đỏ ở giữa hai hàng lông mày của người phụ nữ Ấn Độ thể hiện điều gì? A. Thể hiện sự quyền lực. B. Cầu sự may mắn. Và C. Là đánh dấu người chưa kết hôn. Xin mời Gia Gia Chuyên Nhi. May mắn. May mắn là chính xác. Chúc mừng Gia Gia Chuyên Nhi. Vậy thì sẽ lóc số 9. Số 9 là sự lựa chọn của Gia Gia Trương Nhi. Còn 2 câu nữa. Và câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi về hóa học. Nhúng thứ này vào axit, nó sẽ hóa đỏ. Nhưng nhúng nó vào bazơ thì nó sẽ hóa xanh. Quá dễ luôn, Nhật Hà ơi. Quy tiếp. Chính xác, xin chúc mừng Nhật Hà. Cái gì chứ mà hóa học em ngu lắm. Xin lỗi chị Trương Nhi, em sẽ chọn 17 à. 17 là sự lựa chọn của Nhật Hà. Và lấy luôn số 9 và số 18. Và câu hỏi tiếp theo. Chợ tình Khâu Vai là phiên chợ nổi tiếng ở một tỉnh phía Bắc nước ta. Rồi, xin mời Nhật Hà. À, đáp án của em đó chính là tỉnh Hà Giang ạ. Xin chúc mừng Nhật Hà. Mất điểm luôn rồi. Gia Linh. Mất điểm luôn. Em đã trở về với vị trí ban đầu rồi. Dạ. Không có điểm nào cả. Gia Gia Trương Nhi có 2 điểm, Vicky Nhung có 4 điểm. Và
Nhật Hà có 19 điểm và cũng là điểm số rất cao. Xin chúc mừng Nhật Hà. Và ngay sau đây thì Nhật Hà sẽ tiếp tục bước vào vòng đặc biệt. Ở vòng này thì tất cả những ô của Nhật Hà sẽ được mở ra và sẽ có 7 gợi ý hình ảnh liên tục hiện lên. Và sau khi kết thúc gợi ý, có 20 giây dành cho Nhật Hà để đưa ra câu trả lời cuối cùng. Và câu hỏi đặc biệt như sau, đây là ai? Nhìn cái biết ngay. Chưa nha, đang có hình em bé với hình người lớn nha. Gợi ý kết thúc, 20 giây để Nhật Hà bắt đầu. Em chỉ biết mặt diễn viên này thôi, chứ em không biết tên. À, đây là diễn viên chính trong bộ phim Tooth Fairy, nhưng mà em không nhớ tên ấy là gì hết. Xin mời các con số khác mở ra và một lần nữa cùng xem lại các gợi ý. Hình ảnh còn bé và gắn liền với trái bóng bầu dục. Ông ngoại tên là Peter Mavia và bố là Rocky Johnson, chính là nguồn cảm hứng đưa anh đến bộ môn đấu vật. Anh đã từ bỏ bóng bầu dục để đến với WWE, đấu vật giải trí thế giới. Hình ảnh gương mặt được làm kỹ xảo để trông béo phì trong phim Điệp viên không hoàn hảo. Nhân vật hoạt hình được lấy cảm hứng từ nhân vật này trong phim Moana và do chính nhân vật này lồng tiếng. Poster phim Fast and Furious 7 mang lại tên tuổi cho anh trong giới điện ảnh Hollywood. Hình ảnh top các nhân vật có sức ảnh hưởng thế giới do Time 100 tổ chức bình chọn năm 2019. Đó chính là The Rock Dwayne Johnson. Rất tiếc là Nhật Hà đã không giành chiến thắng trong phần thi này, nhưng không sao cả, bạn vẫn sẽ ra về với 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng Nhật Hà đã trở thành người chiến thắng của ngày hôm nay. Và bạn sẽ nhận về 5 triệu đồng. Xin được cảm ơn Vicky Nhung, Gia Gia Trương Nhi cũng như là Gia Linh đã tham gia chương trình.